Chuyển đổi số đã đưa hầu hết các loại hàng hóa từ thị trường truyền thống lên sàn thương mại điện tử và trở thành xu thế chung. Thuốc mặc dù là hàng hóa đặc biệt thế nhưng cũng đã chuyển đổi theo xu hướng này. Tuy nhiên thì kinh doanh thuốc trên sàn thương mại điện tử như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dân lại vừa tạo thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm trong phiên họp chiều nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Cụ thể, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược bổ sung, điều kiện kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử. Trong báo cáo thẩm tra, Thường trực Ủy ban xã hội cho rằng việc bổ sung này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, cần quy định cụ thể hơn về các loại thuốc được kinh doanh, các hình thức kinh doanh, các đối tượng tham gia mua, bán để tạo sự minh bạch của quy định và bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Nếu quy định bán lẻ thuốc theo phương thức thương mại điện tử thì chỉ nên áp dụng với thuốc không kê đơn. Thuốc là cái mặt hàng rất là đặc biệt mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Do đó mà bán thuốc nói chung và bán thuốc qua phương thức thương mại điện tử phải được kiểm soát rất chặt. Đề nghị là ban soạn thảo với Ủy ban xã hội phối hợp để làm sao đó mà có những quy định cụ thể chặt chẽ hơn về phương thức kinh doanh mới này. Cân nhắc kỹ dựa trên cơ sở đánh giá lợi ích và rủi ro, hậu quả đối với người bệnh khi mua thuốc trực tuyến, rồi đánh giá mức độ kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về vấn đề này. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cần phải hệ thống phân loại lại danh mục thuốc để thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của người dân. Tôi cũng không hiểu tại sao mà Việt Nam mình lại nhiều loại thuốc thế. Hiện nay hồi tôi làm Bộ trưởng Tài chính thì có khoảng hơn 20.000 này. Bây giờ nó khoảng hơn 30.000 loại. Nhưng mà các nước phát triển nó chỉ khoảng 10.000 loại thôi. Riêng cái dòng mà paracetamol là khoảng 350 loại. Đấy. Thì cái này bây giờ tính toán lại thì cái chỗ này. Vì đó mà bây giờ bản thân mình đi bệnh viện là cũng không biết uống cái loại gì. Như vậy là quá nhiều cái dược phẩm cùng chứa một hoạt chất mà được lưu hành. À, bệnh nhân với lại kể cả thầy thuốc đôi khi cũng không biết mù mờ thế nào rồi kia đơn rồi thanh toán khám chữa bệnh y tế rồi kia này khác. Cũng liên quan đến câu chuyện cân bằng giữa sức khỏe của người dân và lợi nhuận trong kinh doanh, ở dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, bỏ quy định phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thông tin thuốc, quảng cáo thuốc, tức là quảng cáo thuốc không còn cần cơ quan y tế phải xác nhận nội dung rồi mới được quảng cáo. Có ý kiến cho rằng việc sửa đổi này sẽ gây khó cho công tác quản lý. Với thực tiễn, quy định của luật hiện hành là tiền kiểm, mà chúng ta còn quản lý khó, vẫn còn cái tình trạng là lọt những cái quảng cáo không đúng sự thật, quảng cáo quá lên đối với thuốc ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bây giờ chuyển sang hậu kiểm mà không có một cái giải pháp nào đó, tôi chưa hình dung là giải pháp như thế nào mà để đảm bảo được quản lý chặt chẽ vấn đề này thì quả là khó. Nhưng mà nếu không đổi mới thì cũng dẫn đến quá tải rất lớn. Thì chỗ này phân cấp như thế nào hay là giải pháp như thế nào, đề nghị là các đồng chí cũng báo cáo làm rõ thêm. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược sửa đổi, 40 điều, bổ sung 3 điều, bãi bỏ 4 điểm và 2 khoản. Dự kiến dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 32, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Qua thực tiễn cho thấy có những đối tượng đóng vai trò quan trọng tác động đến các chi tiêu, chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình nhưng không nằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vì thế gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai. Cụ thể, một số đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, thiết chế văn hóa tiêu biểu, cơ sở y tế, tác động đến phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, lại không nằm trong địa bàn được quy định tại chủ trương đầu tư, dẫn đến khó khăn trong việc lập, thẩm định kế hoạch, bố trí vốn, thanh quyết toán. Vì thế, có ý kiến cho rằng, Chính phủ cần khẳng định rõ các đối tượng dự định điều chỉnh. Bổ sung này có nằm ngoài quy định về chủ trương đầu tư trong Nghị quyết 120/2020 Quốc hội khóa 14 của Quốc hội hay không? Để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội có đầy đủ căn cứ xem xét quyết định đề nghị Chính phủ bổ sung các phụ lục tính toán kinh phí chi tiết đối với các đối tượng này. Mặt khác, Quốc hội đã quyết định bố trí vốn cho các đối tượng nêu trên từ đầu nhiệm kỳ, nên việc điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng đến tổng nguồn vốn và cơ cấu vốn đã phân bổ cho các dự án, tiểu dự án.
Vì vậy, nội dung này giao cho Chính phủ thẩm quyền rà soát, điều chỉnh danh mục, làm rõ đối tượng đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các mục tiêu của chương trình. Tăng mức chi trả bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế hướng tới đảm bảo quyền lợi của người bệnh là một trong những mục tiêu được Bộ Y tế đặt ra tại hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế cho biết, có 4 nhóm chính sách được tập trung đề nghị xây dựng trong luật sửa đổi. Đó là điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan, điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn, điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn, kỹ thuật, phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cho biết sẽ bổ sung phòng khám đa khoa và trung tâm y tế huyện được thông tuyến bảo hiểm y tế trên toàn quốc để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh đăng ký khám tại đây cũng như các đơn vị y tế cơ sở. Nếu luật sửa đổi được thông qua, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước, đảm bảo quyền lợi lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo đảm sử dụng an toàn hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, ngày 1 tháng 5 năm 1904, ngày 1 tháng 5 năm 2024, chiều nay tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Tổng Bí thư Trần Phú, chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh, đã phấn đấu hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của đồng chí Trần Phú cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đã có 50 bản báo cáo tham luận tại hội thảo tập trung làm sáng tỏ 5 nội dung chủ yếu gồm đồng chí Trần Phú, từ người thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí Trần Phú, người cộng sản kiên trung, bất khuất. Đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh, phát huy chí khí cách mạng của đồng chí Trần Phú trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Sáng mai, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng,